Rồi bây giờ đó, năm nay đó thì khoa học cho biết rằng nắng nhiều đây đây ăn rồi, cái cơn bão này cũng mạnh nữa, năm nay bão nhiều nữa mà bão lớn nữa đó, rồi hạn hán thì giờ hạn là thấy rồi, mình đã thấy khô nè. Hôm ngày có mưa đá ngoài Yên Bái nữa không ta? À, vậy thì sụp đất động đất này kia đó, cái điềm đất rồi điềm trời là bà nắng mưa rồi cái điềm ngừ, cái điềm ngừ thì bây giờ thì tới chừng mà phá thì cũng bàn tay chúng sanh nha. Vậy thì cái cơ nó đến cái thời kỳ chu kỳ của nó, thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Nhưng mà thượng nguyên nó cũng có ba nguyên nữa, mà cái đời đó mình không biết, rồi trung nguyên cũng có trung nguyên thượng nữa, rồi mình hạ nguyên này, mà cái nó cái hạ nguyên này thôi, hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung, hạ nguyên hạ. Vậy thì cái thời kỳ của thượng nguyên hạ nguyên thượng này đó, thì nhiên đăng cổ Phật lập liên kỳ hội rước mình về mà mình không về. Rồi tới Phật Thích Ca lập cái Linh Sơn hội, cái lần thứ hai cũng kêu mình đi lập thân đi về mà cũng không về, cho nên giờ này còn ngồi đây. Thì kỳ này đó là Phật Di Lặc xuống lập hội Long Hoa, kỳ này là kỳ chót, mà không về nữa thì tiêu ra tro bụi 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, không có đầu thai được, phải thành bùn thành nước thành cây cỏ đá sỏi này kia đó, dạng kiếp thu Nam mô A thì Di Đà trời Phật. cho tới. À, lễ kính Đức Phật, à, lễ kính Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên gặp được ông hai để hỏi đạo đức, thưa ông hai, thì cũng gần bước qua tháng 3 năm Giáp Thìn này, thấy nhiều cái sự diễn biến là thấy nắng hạn rồi lúc nào khô hạn, làm cho bà con trong nước ngoài nước rất là cực khổ. Hôm nay gặp ông hai, mong hai chia sẻ đạo đức cho bà con nghe, mà như Đức Thầy nói là sao đến diệt sơn băng kiệt thủy cùng thảm thân bá tánh quá chừng đó, thì ngụ ý là Thầy nói có phải là những lời tiên tri bây giờ nó đã ứng hiện không ông hai? Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy, hữu quyền thất cổ, tổ các đứng bề trên cảm ứng chứng minh. Hôm nay có cái nhân duyên gặp các cháu đến đây để trao đổi qua giáo lý của Đức Thầy. Hôm nay thì tôi cũng lớn tuổi, thành ra cũng nhớ một phần nào, cũng nhắc lại không gì hơn cái là Đức Thầy nói hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành làm cho đời hiểu rõ sinh danh công đức Phật từ bi vô lượng, hoặc là Đức Thầy kêu rồi dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Vậy thì hôm nay có cái nhân duyên, tôi cũng xin nguyện ơn trên gia hộ độ cho cái lời nói của tôi, nhắc lại lời của Đức Thầy đó cho tất cả quý ông bà cô bác anh chị em xa gần để giác ngộ, đặng rồi lo công phu tu hành. Vì kính thưa chư quý vị, qua lời Đức Thầy là một vị Phật từ ở trên cõi cực lạc xuống đây lãnh năm mới sắc lệnh. Xuống đây mục đích là cứu đời và lập quốc. Mà cứu đời là sao? Cứu đời là vì hạ nguyên nay đã hết đời, vì cái lý tam nguyên đó. Vì thế mà Ngài được lệnh xuống đây để đặng rồi cứu đời và lập quốc. Cho nên nói riêng về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì cũng niềm đặt cái niềm tin Đức Thầy là một vị Phật xuống đây để rồi dìu dắt chúng sanh qua cái khổ này. Vì thế mà khi mà Ngài xuống, Ngài đặt cái viết vô tờ giấy thì Ngài nói hạ nguyên nay đã hết đời. Mà khi hết đời đó thì phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Phong ba có nghĩa là bão tố, giông gió hoặc là nước dâng lửa cháy, thú dữ lộng hành, năm chèo nổi dậy giặc giã. Nó nhiều cái tai ách lắm. Nhưng mà Ngài đó nó được lệnh là Ngài nói hết để cho chúng sanh thức tỉnh tu hành. Vậy thì hôm nay nói riêng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được Đức Thầy lục vị Phật, Ngài nói việc thiên lý một bầu điều hẳn, thiên là trời, mà cái lý của trời Thầy biết hết, cho nên là nói rằng việc thiên cơ được lệnh nên ta nói. Thì Ngài xuống đây Ngài nói để cho chúng ta thức tỉnh lo tu hành để rồi sống còn, vì cái cơ này là cái cơ tận diệt để mà lọc lừa. Thì kỳ này đó chọn cái người hiền đức để lập lại cái đời thượng nguyên. Vì thế mà Ngài thương chúng sanh tới ngày lâm tai nạn, cho nên vừa qua thì nó xảy ra nhiều cái chuyện. Thì khi mà Đức Thầy đặt cái viết vô tờ giấy, Ngài nói ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão vì thời cơ đã đến, rồi Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, nói chung trong cái thế giới này chứ không phải riêng một nước nào.
Nhưng mà mai có cái nước Việt Nam đó là có ông Phật ra đời mà ông lấy cái nước Việt Nam đó là làm trung tâm điểm. Vì thế mà ông nói rằng Phật xuất An Giang, ta về An Giang tỉnh rõ ràng ai hay, vậy thì cái tỉnh An Giang là cái nhà của Phật. Vì thế mà rất cũng may mắn, thì hôm nay đó thì cái người đã tin Đức Thầy rồi nguyện quy, rồi bây giờ để rồi thực hiện. Cho nên cái cơ tận diệt này đó thì Đức Thầy đã diễn biến nhiều cái hiện tượng đây đó, cũng như vừa qua đó thì cái bệnh Covid đã lựa một cái rồi, rồi đây còn nhiều cái lựa nữa, cũng như ngoài Biển Đông thì Đức Thầy cũng nói rằng khắp thế giới binh lương cựu túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, rồi thấy chúng sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Vì cái trận chiến thứ ba gì đệ nhị thế chiến là có rồi hồi năm Mèo vừa qua, nhưng mà nó tạm ngưng thôi. Còn trận chiến thứ ba này nó diễn mà bây giờ với ông bà cô bác lên trên mạng thấy coi, cũng như Nga hoặc là Ukraine này kia, rồi Iraq này kia rồi đó, rồi ba cái tăng này kia rồi lưu vô với nhau. Thì Đức Thầy nói khi mà mắt nhìn ngoại quốc thảm thê thì Nam mang cảnh khổ cũng kề bên. Vậy thì đất Việt Nam này có may là vì ở ngoại khổ trước để đây đặng mình thức tỉnh tu hành. Vì thế hôm nay có cơ hội được nói lên, mong rằng quý ông bà cô bác hãy phát tâm tu hành để rằng mà sống qua cái đời thượng nguyên. Chứ từ đây cho tới cái ngày mà sấm nổ đó hen, để mà còn mất đó, thì lựa nhiều cách đó. Cũng như bây giờ như bệnh Covid vừa qua đó thì lựa một cái rồi, thì mình hôm nay còn sống đây. Rồi còn nhiều cái nữa, thầy nói dương trần sắp dướng bệnh trời, mà bệnh trời 10 phần hết 7 còn 3 nữa nghe. Rồi đây là giặc để tam thế chiến này, mà nếu mà nó ăn thì thôi, mà nó thua nó nhận nút một cái đó thì bơm kinh khí là hạt nhân này kia đó thì chúng ta cũng chết. Rồi còn nhiều trận giặc nữa, thầy nói cái qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn huyết lưu nữa. Rồi đây là thập bát quốc chư hầu giành xé, rồi thêm bàn môn tả đạo tranh giành. Rồi tới chừng đó Ngũ Long công chúa đánh với tiên ra quá phép, thì nào là nước dâng lửa cháy tiêu hết. Vì thế mà quý ông bà cô bác ơi, cái cơ tận diệt này đó là khắp thế giới không còn cái gì hết. Vì vậy có nói khắp thế giới biến di thương hải, là không còn vật gì hết, dùng phép màu lập lại sự nguyên. Vậy thì bây giờ hôm nay đó quý ông bà cô bác lên mạng hay lên đài coi, bây giờ nó diễn biến nhiều cái hiện tượng. Cũng như bây giờ đất á, thì động đất rồi sụp đất, trời á, thì giông gió rồi bão tố lốc xoáy, rồi con người á, thì bây giờ lại hung dữ giành giật chém giết lẫn nhau đó. Bây giờ nói là người thì thương người, thiệt người thì biết thương người, mà quý vị thấy coi bây giờ nếu mà cái trận chiến thứ ba này nó hen mà nó khởi một cái thì con người chết không biết bao nhiêu là kể được hết. Cho nên đây cho tới ngày đó thì Đức Thầy có tiên tri cho biết rằng 10 phần hết 7 còn 3, rồi hết 2 còn 1 mới ra thái bình. Vậy thì cái cơ trời bây giờ khiến đủ hết trơn, thì quý vị thấy rồi còn gì nữa mà chúng ta không tin. Cho nên bây giờ tôi cũng mong rằng quý ông bà cô bác nguyện trên gia hộ độ cho toàn thể chư quý vị tâm an rồi trí nó sáng suốt, hướng về giáo lý của Đức Thầy, rồi phát tâm trai giới công phu tu hành để qua cái đời thượng nguyên chúng ta hưởng cái đời thượng nguyên thánh đức bù lại ngày hôm nay. Chứ bây giờ dù chúng ta làm có cách mấy đi nữa thì chúng ta cũng phải bỏ chứ không có đem theo được. Mình thấy cũng như bây giờ Urana đó, bây giờ ở nhà cửa sập mà đi tránh nạn đi cũng không được. Vậy thì bây giờ dầu cho cách mấy đi nữa chúng ta không sao giữ được. Thôi bây giờ Đức Thầy chỉ biểu mình rằng ráng tu bên đời cùng, tu gấp
kịp thì, mà hãy có tu gấp kịp á thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Vì sau này Đức Thầy khẳng định cho cái núi Ông Cấm đó, bây giờ đi lên trển thấy cây đá rừng, rừng lâm cây đá đó ngày nay mà ruột năm non có các đời, vì núi Ông Cấm có năm cái non, năm cái giò đó, mà trong cái ruột đó thì có đài cát của vua. Vậy thì cái vua này đó ông vua nào, nhưng mà bây giờ không biết ông nào, nhưng mà theo lời Đức Thầy là ông Phật ông biết, ông chỉ cho chúng ta nhất nguyện cầu, cầu cho ông này ông lên nè. Nhất nguyện cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa, Hải Hội, Thượng Phật, Từ Bi, Phật Vương, độ chúng thế giới bình an. Thì chỉ có ông Phật làm vua cái thế giới này mới được bình yên, rồi lập lại cái đời thượng ngoan, để rồi ban thưởng cho cái người hiền. Vậy thì nói riêng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chỉ có cái tu hiền chứ không có trơn á. Mà bây giờ muốn tu hiền thì bây giờ đầu tiên thì chúng ta phải phát tâm ăn chay. Vì ăn chay để rồi dừng nghiệp, tạo phước. Vì con người chúng ta sống trên cái cõi đời này đó, chúng ta tạo tội nhiều chứ không có tạo phước. Vì thế mà hôm nay là cái kỳ này đó là kỳ xả tội. Vậy thì chúng ta tin tưởng qua lời Đức Thầy chỉ dẫn. Bây giờ ông làm ông giáo chủ, ông dạy luôn cái cõi ta bà này, mà dạy từ cõi tiên luôn, phàm mình nay rồi ma quỷ súc sanh. Vì kỳ này là cái kỳ dứt hết tiên phàm ma quỷ súc sanh, kỳ này dứt hết, nếu có nguyện thì Ngài sẽ độ hết. Vì thế mà hôm nay mình rất may mắn được ông Phật cũng xuống đây, ông chỉ dẫn, rồi ông cứu độ mình, rồi ông lập lại cái đời thượng ngoan để ban thưởng cho mình hưởng. Mà bây giờ mình bỏ qua cơ hội này rất là uổng. Vậy tôi cũng mong rằng quý ông bà cô bác thấy cái thời cuộc bây giờ đó không có dừng lại được đâu. Bởi vì Đức Thầy có nói khó dừng lại, gió câu lụp bụp, mặt nước biển lô nhô lặn hợp, chim đua bay cá lại tranh mồi, rồi ngọn thủy triều nô nút sụp sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Nguyên cái quả địa cầu này chừng đó bơm kinh khí lôi lục địa nguyên tử hạt nhân này kia, nghe nó chịu nổ một cái rồi rung rinh quả địa cầu này hết, tiêu hết chứ không nghe. Mà nên chỗ đó mà hôm nay chúng ta còn đây, mà được Đức Thầy là một ông Phật, ông không ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề mà ông xuống đây để đặng được cứu vớt mình, độ mình, mà giờ mình vô tình không có nghe thì nó rất uổng. Thì đây là cơ hội để chúng ta lập thân. Vì Đức Thầy nói chúng sanh còn có lập thân hội này, có hội này lập đế thân. Bị gì qua lời của Đức Thầy nói á, nào là ôn dịch chết, rồi bệnh trời chết, rồi giặc giả nước dân lửa cháy tối trời tối đất, rồi thú dữ lộng hành năm chèo nổi dậy. Thì có ông thầy Ba Đạo ông hỏi Đức Thầy, nó chúng sanh nó sắp vướng dương bệnh khổ, tiên dược phương nào được thảnh thơi, cho thuốc chỉ đường nhờ phương pháp, thì ngàn năm ơn đức nguyện ghi lời. Vậy thì ông thầy Ba Đạo ông hỏi Đức Thầy có cái cách nào chỉ được cho đời sống không, cái ơn nó ngàn năm ơn đức nguyện ghi lời. Thì Đức Thầy mới trả lời gọn gàng. Thầy nói thành tâm khẩn Phật với lại trời, muốn khỏi cái hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Vậy thì cúng lại là cái pháp môn tu cầu, ăn chay để được dừng nghiệp, để thể hiện cái lòng nhân, rồi niệm Phật để gieo duyên với Phật. Mà nói về niệm Phật á, rất là màu nhiệm, cũng như ông Tam Tạng từ Đông Độ qua Tây Phương thỉnh kinh 81 cái nạn, mà Đức Thầy nói nhờ 6 chữ niệm không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Thì đây mình cho tới cái ngày mà vô được 4 thẻ đó, thì nó cả chục cái lựa là. Mà nếu chúng ta muốn qua cái đó thì chúng ta phải niệm Phật thì chúng ta đi tới. Còn bằng không thì chúng ta tấp dọc đường, bị hổ lang ác thú muôn bày, rồi lớp rồi nữa, bệnh hoạn rồi giặc giả đủ thứ. Cho nên quý ông bà cô bác ơi, đây là cái cơ hội chúng ta rất may. May là gì? Được ông Phật xuống đây mách bảo cho chúng ta biết nó tới, đời nó khổ tới, rồi chỉ cho chúng ta tu. Vì Ngài nói rằng dạ ăn dạ ở chữ tu vuông tròn, lời Thầy dạy thật là cặn kẽ, bao nhiêu tình tâm não gấp tôm,
thì ổng dặn ổng lãnh lệnh của Đức Phật A Đà, Đại Thế Chí Quan Thế Âm, rồi Đức Minh Vương, Đức Ngọc Đế, được Phật Thích Ca, mà ổng xuống đây là ổng làm giáo chủ, ổng dạy vậy thì bây giờ còn gì nữa mà chúng ta không tin, không nghe lời theo, để rằng là chúng ta sau này hưởng cái cuộc đời để ông ban thưởng cho chúng ta. Vì qua cái tận diệt này nó lập lại cái đời thượng quan, mà cái đời thượng quan là cái đời tiên tại thế. Người ta nói sung sướng như tiên, khỏe như tiên, đẹp như tiên, khỏi mà cũng ăn khỏi lo, không có mặc đi đâu bằng thần thông thay thế tàu thuyền ngựa xe, chừng đó xe tiên thế dép dài, nó quý vô cùng tận. Vậy thì hôm nay mình nó so ra nó nghe mình còn hơn là trúng số độc đắc nữa, mà bây giờ mình không ham để lập thân thì nó uổng. Cho nên mong rằng quý ông bà cô bác ráng cố gắng mà thực hiện, vì cái thời kỳ này nó thầy thúc mình dữ lắm. Đời này thời kỳ này như cái pháo châm ngòi, mà hết châm ngòi là nổ, hay là chỉ mành treo chuông, mà sẽ chỉ mành mà treo cái chuông thế nào cũng đứt. Vậy thì hôm nay mình thấy cái cuộc đời này nó diễn biến dữ dằn lắm. Cho nên bây giờ mình thấy nội cái Biển Đông bây giờ cũng như bây giờ đừng nói chung nhiều, bây giờ Ukraine với Nga thôi thì mình thấy đâu có ai can được không. Bây giờ trước bầu ra Hội đồng Liên Hiệp Quốc để đặng mà can thiệp với nhau, người này lớn người kia hiếp người nọ, thì có Hội đồng Liên Hiệp Quốc nó tranh, còn bây giờ đâu có kể gì nữa đâu. Thành ra làm sao dừng lại. Vì thế mà cái sống của chúng ta bây giờ rất là mỏng manh. Nhưng mà thầy nói ráng tu, tu cho qua cửa Diêm Phù, khỏi xa địa ngục mà ngao du liên đài. Vậy thì hôm nay quý vô cùng tận, cho nên mong rằng quý ông bà cô bác luôn nguyện trên Đức Phật, Đức Thầy, Long Thần Hộ Pháp, Quan Thượng Đẳng Đại Thần này kia, chư vị sinh thần, vị năm non quả núi, gia hộ cho toàn thể chư quý vị thân an tâm định, rồi giác ngộ qua lời của Đức Thầy là ông Phật, để rồi nghe lời của ổng để mình lập thân đặng hưởng cái đời thượng quan, để bỏ qua uổng. Vậy thì tu riêng Phật giáo Hòa Hảo nói riêng á, nó được nhiều cái lợi. Bây giờ nếu nói gốc, hôm nay gặp gốc Khải Mau tầm gốc, thì bây giờ gốc của Phật A Di Đà này, muốn tu tỉnh này là gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì kỳ này ông mở ra cái khóa này ra, ông làm giám đốc. Rồi Đức Thầy lãnh trách nhiệm dạy giáo chủ, cái họ Huỳnh này nè, giáo chủ dạy, mà dạy là dạy giáo lý của Phật Thích Ca. Lời của Phật ta xin nhắc lại, hoặc là Nam Mô Ta Bà giáo chủ chứng minh dưới đây lược tả sách kinh. Mà bây giờ ông rút vào trong các lực các kinh rồi ông nói tiếng Việt Nam, rồi ông nói cái câu rất là thường cho mình dễ nghe, dễ biết, dễ làm. Quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Chứ trong kinh thì tiếng Phạn này kia đó, tiếng Ấn Độ, mình làm sao mình hiểu được. Vì thế mà hôm nay rất may mắn mình có ông Phật, ông đã dịch sẵn cho mình rồi, ông biết cái căn cơ của mình rồi, ông chỉ cho mình dễ làm, dễ nghe, dễ biết, mà bây giờ mình vô tình không không thực hiện thì nó uổng. Cho nên có nguyện ở trên cũng gia hộ cho toàn thể quý vị Dạ, có cái thưa ông hai, như Đức Thầy ở trong thám giảng Thầy có nói đó ông hai. Thầy có nói là lao sao bể bắt non tầng, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua. Thì cái lao sao bể bắt non tầng là ở ở đâu vậy ông hai? Ngôi Đà Phật. Thì nói về thiên cơ thì bây giờ thầy nói để mình lặp lại nghe, chứ còn bàn thì mình không có bàn. Nhưng mà ngài có khẳng định rằng cái cơ tận diệt này nó hen là khắp thế giới luôn, chứ không phải riêng nó miền Bắc hay Nam. Đó, thành ra bể Bắc, bể là biển, biển ở miền Bắc, cái hướng đó đó, non tầng, tầng là cũng như sở thời kỳ của Tần Thủy Hoàng đó. Tần Thủy Hoàng là bạo chúa, thành ra nó diệt người dữ lắm. Thì cái cơ tận diệt này nó cũng vậy đó, nó xảy ra nè, nó cũng y như vậy, con người phải chết chóc hao tốn gì đó. Quân phiên là có nghĩa là nhiều nước, tham báo xa gần cũng qua, vì chừng đó nó không cấm mà nổ đó. Thì có cái đền vua, rồi trên cái đền vua đó có cái phô, cái cờ, cái cột cờ cao lắm, trên đầu cột cờ nó có cái phô lư sáng ánh nè. Thế giới nó thấy vậy đó, mà gì chưa có ông vua lên ngôi, thành nó vô tranh giành.
Thành ra tham cái của báo đó, mà chiến tranh đánh với nhau mà chết chóc đó, vì ham của báo mà ly kỳ máu rơi. Chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chứng tu. Không, tu rồi đâu có tranh đấu nhau, lo làm hiền này kia thì sửa, Phật ban thưởng cho, xứng vị xứng ngôi. Ngài Thầy trở về Thầy ban thưởng lập lại cái đời trung ơn á. Nhưng mà không, bây giờ thấy đó rồi nó vô tranh giành nhau. Thành ra 18 nước nó vô tranh nhau, rồi phải chết nhau. Nhưng mà rốt cuộc là Đức Thầy cũng nói rằng khỏi bất chiến tự nhiên thành. Ông Phật chừng nữa khỏi có đánh, khỏi có gì trơn. Tự nhiên mình giết mình nhau. Ví dụ cũng như nó quỷ sử quỷ, Phật không thèm trừ đó. Tự mình ham rồi giết cái nhau. Cũng như Urana với mà Nga đó bây giờ nó tự giết nhau. Đó, thành ra cái cơ tận diệt này nó khiến nó như vậy đó. Vì đây là cái cơ này đẳng là lọc lừa cái người hiền. Cho nên ông chỉ bây giờ muốn sống thì phải làm hiền. Mà muốn làm hiền thì phải quy theo Phật. Rồi ông Phật chỉ mình làm sao ăn tương để dừng nghiệp, để thể hiện lòng nhân. Rồi cúng lại là pháp môn tu cầu. Đó. À, tu cầu á thì ở trên mới độ mình, cũng như bây giờ mình á, bệnh hoạn phải lên cầu bác sĩ không trị. Đúng rồi. À, mà mình không có năn nỉ bác sĩ á, thì mình khó mà sống. À, vì thế kỳ này chỉ có ông Phật cứu mình, cho nên phải cầu lại quan thượng đẳng đại thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi, long thần hộ pháp, quan âm á, đại thế chí này kia rồi đó. Mấy ngày đó có công năng ta có thần thông ta độ mình mới được. Chứ đừng nói cha mẹ vợ con mà độ mình. Nó thành ra vì chỗ đó mà hôm nay mình đáng tin. Để rồi mình làm theo đặng rồi nữa thầy về thầy ban thưởng cho Đức Minh Vương lên ngôi. Ông ban cho xứng vị xứng ngôi. Thành ra cơ hội này nó quý lắm mấy ông bà cô bác ơi. Bây giờ tôi nói nghe trúng 10 cái lô độc đắc đi nữa giờ cũng không bằng cái đạo đâu. Bây giờ tôi nói tiền mà giàu cho chất lên tới trên đầu đầy nhà đi. Nhưng mà chừng cái đời mà nó đến á, chừng mà trận giặc thứ ba này mà nó khởi ra nó nhận nút một cái rồi đó ha, thì mình cũng như thể là ba con rầy mà bị thuốc ba sa hử cái hơi là cũng chết nữa. Rồi nào là thú dữ lộng hành, hổ lang ác thú muôn mày, lớp ba lớp chạy sau này đa đang ai mạng ở nghênh ngang đón đường, nó bắt xé tan sát hồn. Rắn to trên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Rồi khi mà nó sấm nổ đó, rồi tối trời tối đất, bảy ngày bảy đêm, thất nhật đêm mê đó, không mặt trời mặt trăng, rồi làm sao mình nấu cơm. Đó, thành ra vì chỗ đó mà bây giờ chỉ có ông Phật độ mình lúc đó thôi. Bởi vì ông độ, ông nói rằng Phật độ khóc, chứ không có độ cười, tới chừng nào mình khổ cũng như tâm tạng. Ông Tề Thiên đó, chừng khổ là Phật mới xuống độ. Thì mình giờ cũng vậy, ráng ăn cúng lại cầu khẩn đi. Thì chừng nữa có cái chuyện gì đó thì Phật mới xuống, chư thần mới độ mình. Nó là đứa con này đó nó cũng cầu mình, nó cúng lại nó. Vậy bây giờ nó lâm nạn phải độ nó thì mới có sống. Còn cái cơ hội này đó mà nếu mà không nghe lời ông Phật là khó sống. Dạ thưa ông hai, thì cái lời của tiên tri của Đức Thầy đó là Đức Thầy nói là sao đến việc thiên văn kiệt thủy. Là có phải là sao là chừng nào quá giờ khô hạn quá là sao chứ hay? Thì bây giờ nó có ba cái điềm, một là điềm trời, hai là điềm đất, ba là điềm người. Mà cái điềm trời thì bây giờ mình thấy là khoa học bây giờ nó cũng cho biết rồi, bây giờ tầng ozone nó mỏng rồi, cái chất nóng bây giờ nó quá nặng. Thì chế ra máy móc nấu nướng này kia rồi ô nhiễm môi trường nó phá tầng ozone, sức nóng nó mạnh. Nó mạnh rồi bây giờ đó, rồi đây rồi Nam Cực, Bắc Cực á, cái tí đồ lạnh không có, nó tan ra. Mà nếu mà nói cái núi đó mà, núi tuyết đó mà nó băng, nó tan ra đó ha, mình ở đây có ngập, bé đồ cây luôn. À, còn nói cái đó là cái việc mà của cái trời đất. Còn nói về cái vấn đề mà núi nổ, nó sơn băng, là núi nữa đều mất hết. Mà ở núi mà mất hết đó, rồi kiệt thủy luôn là không có nước. Mà bây giờ nếu mà nói cái hiện tại bây giờ đó ha, thì bây giờ cũng như thể nước Việt Nam này ở trong cái vùng này đó nước ngọt có, còn xuống mấy cái miệt dưới rồi bây giờ cũng khát nước này kia, nước mặn nó tràn vô. Mà bây giờ nếu mà nói là băng tuyết á,
Nam cực Bắc cực mà nó tan cái núi tiết đó rồi, nó tràn cái biển đó, nó tràn vô rồi thì mình cũng không có nước uống, nó mặn, nó trộn cái trống là làm sao. Nhưng mà cái đó là cái hiện tại. Còn nói về vô vi đó ha, thì theo trong kinh nói rằng núi băng hết, núi tan hết, chừng đó mà núi cấm mình nổ một cái nữa ha, là tất cả núi đều khóa bằng hết. Khóa bằng hết rồi, nước dưng nữa chá rửa cái quả địa cầu này sạch rồi mới dùng phép màu lập lại thượng quan. Mà lập lại cái đời thượng quan là đất bằng thẳng chứ không có u nằn như vậy nữa. Đó là cái đời tiên. Đó, chừng đó sơn băng, sơn là núi, mà núi đều tan hết. Thì tới chừng mà núi cấm nổ đó, cái gì mà nó chắc nhất là nó phá mạnh nhất. Cũng như mình đi mo, đi mo là mà ít tích này kia mà giật đó, cái gì mà nằm mạnh nặng hung đó nó phá hung. Như trái lựu đạn hay trái mìn cũng vậy. Thì cái đó là mình cũng đoán vậy thôi, chứ đều cái đó thôi bàn sơ, chứ để cái đó vượt trời đất định dân mình là không có nghĩ cái đó được. Nhưng mà nghĩ có một cái đây, từ đây tới nè, bệnh đau bây giờ mà cô bác mà lên nhà thương nữa ha. Thì bây giờ hiện tại hồi trước là Đức Phật Thích Ca, Sĩ Đạt Ta, ông đi bốn cửa thành, ông thấy bốn cái khổ. Ông về ông tu. Còn mình giờ khỏi có đi đâu bốn chỗ, bốn cửa, mà đi cửa một lên cái nhà thương. Đi vô thì cốc quẹ quẹ mới đầu tiên sanh, rồi già chở vô bệnh rên la, hồi chở về khóc. Thầy sanh già bệnh chết vô trong cái nhà thương. Mà giờ mỗi một tỉnh nào cũng có cái nhà thương hết phải không? Thì bây giờ mà quý bà cô bác mà bước lên cái nhà thương mình thấy là khổ vô cùng khổ. Đó là hiện tại. Còn bây giờ nói về chiến tranh thì nó sắp bùng nổ nhau. Bây giờ không có can thiệp được. Rồi bây giờ đó, năm nay đó thì khoa học cho biết rằng nắng nhiều đây đi ăn, rồi cái cơn bão này cũng mạnh nữa. Năm nay bão nhiều nữa, mà bão lớn nữa. Đó, rồi hạn hán. Thì bây giờ hạn là thấy rồi. Mình đã thấy khô nè. Hôm nay có mưa đá ngoài Yên Bái nữa không? Vậy thì sụp đất, động đất này kia đó, cái điểm đất, rồi điểm trời. Điểm trời là nắng, mưa, rồi cái điểm ngừ. Cái điểm ngừ thì bây giờ hung dữ, chém giết, giành giật với nhau. Đó, cũng như tôi mới đi cầu nguyện hồi nãy có nữa. Dòng ca cao kê nhau mà hai người thì cũng cãi qua cãi lại hay dở, rồi thằng kia nó đâm cho nó ăn cái chết. Chết luôn. Mới cầu nguyện nãy đó, nhất thất đó. Rồi cái thằng kia nó thấy vậy nó cũng hoảng hồn, sợ cái nó lấy dao nó đâm nó chết. Mà nó không chết, ta can được, ta đem lên nhà thương là nó còn sống, mà nó cũng mèo họt. Thấy cũng vậy, cao ok đó, mà nó qua nó lại đó. Mà rồi còn giết với nhau vậy đó. Năm tam tay hết không? Thì như vậy bây giờ mình thấy thời kỳ này, cái thời kỳ nó hỗn loạn lắm nè. Nó diễn biến nhiều cái hiện tượng. Cho nên bây giờ đừng nói ai xa mà nói mình thôi. Bây giờ mình xét lại cơ. Mình bây giờ trong mình của mình, bất cứ người nào không có ai không bệnh hết. Nặng với nhẹ. Vậy thì bây giờ tôi thấy mình coi trên thế giới động vật đó ha. Thì mình thấy con cọp sư tử mà nó rượt ba con nai, ba con hươu này kia, rồi con dê rồi đặng nó ăn thịt. Đánh đổi tượng trâu bò cái mà nó còn bắt được. Thì mình thấy cái mình hề mình nói nó hung quá. Còn mình giờ cũng vậy đó. Bây giờ hai cái nó cũng rượt mình y vậy. Một con ma bệnh theo hờ bén gót. Thứ hai là thần chết kia ôm hót bên mình. Bây giờ ngã ra chết, nếu gì đưa ngồi uống cà phê hay là đưa giỏng coi phim gì kia đó, cái rồi ngã ngang chết, ta biết nữa. Anh bây giờ không biết đâu nói, sống ngày nay nhưng mà không biết ngày mai như thế nào. Bởi vì cái cuộc sống của mình chỉ có mượn, có tắt hơi là không khí lãng, hít vô thở ra, mà nếu ra nó không trở lại là rồi. Vì thế mà bây giờ còn ngày nào tôi mong rằng quý ông bà cô bác ráng ăn chay cúng lại niệm Phật, để được coi đời với người ta. Chứ thấy đây càng ngày nó càng khổ tới.
À, vì thế mà hôm nay không gì hơn nhắc qua lời Đức Thầy, Dạ, Thầy sau nói này cái vụ mà mình bốn ông thẻ đó là tín đồ của bốn chân Kỳ Hương đó, mình nên là ở trong đó hay sao ông hay? thì theo một lần mấy ông già hỏi đó thì nói sau này núi nó nổ thì giao cho Đức có quản thì cấm bốn thẻ đó, là sau này nó nổ chài ra đó là trong cái chu vi đó là cái miếng đất đó chừa chứa Cái người đó hiền. đá đâu mà giữ thằng ổn, không đá thì chứ chứ chút xíu thôi chứ gì đâu, cấm ông thẻ thằng người vuông tới 50 cây số chứ không. Cái phần Phật mà quyền biến của Phật mà biết đâu nói dùng phép màu lập lại sự quan nữa, thành ra việc chỗ đó mà cái việc trời đất mà ông biến cái gì không được. Cũng như bây giờ nếu nó không cấm á thì cây đá, nhưng mà trong luật năm non có một cái thế giới đâu á, cái thế giới mình mong dòm, có nghĩa là nói cái ao sen không mà ông tổ ma ông nói rằng không có thấy bờ bến, rồi nói cái cột phướng nó hen cũng không dòm thấy được cái đầu đó, một thế giới rộng cũng như vậy. Thành ra cái trời đất mà đâu có nghĩ được, thành ra vì chỗ đó mà hôm nay đó thì Đức Thầy nói rằng sau này nó hen là đá nó chài ra tới bốn thẻ đó, mà cái bốn thẻ đó là chứa những người hiền mới được vào đó, mà hãy vô đó rồi nó hen là tự nhiên nó mập mạp hồng hào đẹp đẽ trắng trẻo, là già quá trẻ luôn đó. Vậy thì cái miếng đất đó để chứa người hiền đó. Còn cái người mà hung là không có vô được đó. Thành ra cũng như bây giờ đi lên núi cấm, mà nếu mà không mua vé là công an nó không cho vô, phải không? Thì chừng đó bốn rẻ chư thần người ta giữ cửa đó, vì chứa những cái người hiền, người có tu mới vô đó được, còn không có tu không có hiền là không có vô được. Đi dọc đường này kia là ông Năm ông vớt hổ lang án thú muôn bậy vớt hết rồi này kia à. Và thứ hai thì nhiều người nói là Đức Thầy nói là như là dạo Phật ra đời thế giới bình yên, mà thầy đã nói là gần cả trăm năm rồi, tại sao mà dạo Phật mà không biết vụ nào thế giới bình yên? Rồi hôm nay gặp ông hai được, rồi ông hai truyền giải cho cô bác nghe, rồi cô bác mình biết là mình tu hiền lắm hay. Thì vậy nói dậu là cái năm gà, mà gà đó thì thầy khẳng định cho bây giờ con gà, nhưng mà không biết con gà nào nghe nhắc lại rồi à. Thành ra là thầy có nói dậu bây giờ thừa đêm mà năm canh, mà gà gái là sáng. Hồi trước khi đi ruộng ha, đi dân câu đất lứa lờ vậy đó thì hãy gà gái là bắt đầu sự sáng sáng. Vậy thì đêm năm canh mà hãy gà gái là sáng thì đây là cái hạ quan hạ nó tối tăm đó. Vì thế mà Đức Thầy nó năm dậu, dậu Phật ra đời thế giới bình an. Vậy thì khẳng định cho cái năm dậu, nhưng mà không biết là con gà nào, bởi vì cũng như nói năm dê đó, mùa hạ năm dê, nhưng mà chưa nữa nữa, nhưng mà tùy theo cái nhân duyên của chúng sanh. Bây giờ nếu mình tu cầu này kia đó hen, thuận gió hòa mưa thì cái phước nó tăng. Cũng như bây giờ lúa ngoài này nó ba vụ ba ba tháng sau nó chín, mà bây giờ cái ông kỹ sư nào ông nói giờ muốn cho nó đặng hột này kia, nó hột nó tốt nó bự đó hen, năng suất cao, thì bây giờ phải mua thuốc xịt vô hay giải phân thêm rước hột, thì nó được đem 5 ngày nữa hay 10 ngày nữa. Còn nếu mà thiếu phân thiếu thuốc á thì nó chín trước 3 tháng chứ không tới 3 tháng. Vậy thì cái hạ quan này cũng vậy, do nó cái nhân duyên của chúng sanh. Cũng như ta nói hãy phước cái thọ, mà hãy hết phước á thì cõi âm thần binh sá dịch tôn chờ mãn phước thì ra tay bẻ họng. Vậy muốn dài hay là không thì do nơi cái nhân duyên của chúng sanh, những cái bà cái cõi ta bà này do bàn tay chúng sanh tạo ra, rồi tới cái ngày hủy diệt cũng do nơi cái bàn tay của chúng sanh hủy diệt, chứ không có ông Phật nào mà xuống đây hủy diệt cơ. Mà bây giờ chết ra nguyên tử rồi lục địa này kia rồi bơm kinh khí này kia là cũng mình không, mà bị đắp cầu bồ lộ đắp đường cất nhà lầu này kia thì cũng do bàn tay chúng sanh, thì tới chừng mà phá này thì cũng bàn tay chúng sanh. Vậy thì cái cơ nó đến cái thời kỳ chu kỳ của nó, thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Nhưng mà thượng nguyên nó cũng có ba nguyên nữa, mà cái đời đó mình không biết, rồi trung nguyên cũng có trung nguyên thượng nữa, rồi mình hạ nguyên này, mà cái nó cái hạ nguyên này thôi, hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung, hạ nguyên hạ. Vậy thì cái thời kỳ của thượng nguyên hạ nguyên thượng này đó thì Nhiên Đăng cổ Phật lập Liên Kỳ hội
rước mình về mà mình không về. Rồi tới Phật Thích Ca lập lên sơn hội, cái lần thứ hai cũng kêu mình đi lập thân đi về mà cũng không về, cho nên giờ này còn ngồi đây. Thì kỳ này đó là Phật Di Lặc xuống lập hội Long Hoa, kỳ này là kỳ chót, mà không về nữa thì tiêu ra tro bụi 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, không có đầu thai được, phá thành bùn thành nước thành cây cỏ đá sỏi này kia đó, dạng kiếp thu, rồi chờ cho tới hạ quan hạ mới đầu thai lên. Cũng như bây giờ lúa ba vụ rồi cái bông cỏ rất dưới nó phải chờ cho tới cái vụ thứ ba là nó cạn rồi nó mới hấp thụ âm dương nó mới nảy mầm lên. Thì cái ngờ kỳ này mà không tu nó đã lại muôn kiếp, chờ cho tới hạ quan hạ nó thuận rồi mới đầu thai lên. Vì thì mình thấy là kỳ hạ quan này không đủ thứ sâu bọ này kia đầu thai lên nhóc ở trên đó. Vậy thì bây giờ đây là cơ hội mình lập thân để rồi mình tiến lên, lên luôn, nếu mà có cái cơ hội thì mình lên luôn, còn không thì làm dân Phật quốc cũng hưởng sự thái bình là thành tiên. Dạ thưa ông hai, cho con hỏi là Đức Thầy nói là từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật quả mình biết bao, từ đây là từ hồi nào muôn người niệm Phật là quả mình là quả gì với ông hai? Nam mô Đà Phật. Thì cái nói về đạo Phật thì cái quả lành thì kể từ đây là cái ngày thầy ra đời đó, bởi vì từ xưa đến giờ thì pháp môn bế mạc, rồi thầy được lệnh thầy xuống đây thầy mở cái đạo, đạo mở cửa, thầy đem cái đạo dạy cho mình. Vậy thì hôm nay là có cái cơ hội để mình lập thân, thành ra vì chỗ đó mà mình ráng cố gắng để rồi nghe lời Đức Thầy đi, có cái cơ hội này lập thân, vì chúng sanh còn có lập thân hội này, có hội này lập đấy thân. Bây giờ mình tu lai ra mà nữa qua cái đời thượng ơn mình hưởng cái thành tiên, rồi nếu có chết thì về cực lạc thành Phật luôn, học Phật thành Phật đó, tại cái quả lành đó. Vậy thì bây giờ ăn chay cúng lại niệm Phật đó là cái nhân, mà nữa chết về cực lạc cũng như nó tắt á, thì nó ở Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Thì bây giờ niệm Phật là cái nhân, mà nữa chết được về cực lạc, Phật trước về cực lạc, hoặc là ao sen báo Tây Phương luôn nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Vậy thì niệm Phật là cái nhân, mà nữa chết linh hồn về nhập cho thai sen là cái quả. Vậy thành ra đây là cái nhân lành, nhân là do nó mình tạo, thành ra vì chỗ đó mà hôm nay nó quý cái đó, cho nên mình không lập thân nó uổng. Cho nên Đức Thầy nói cái đời nó cùng rồi tu gấp. Tu là gì? Tu là sửa, mà sửa sang những cái thói hư tật xấu của mình á. Hồi đó giờ mình hay ăn bả nói càng này kia, cái tật nó xấu đó. Thì bây giờ mình được Đức Thầy dạy mình rồi, bây giờ ăn chánh, nói chánh, làm chánh thì nó trở lại chứ không có. Bởi vì mình mê muội tối tâm, cho nên bị vô minh nó che, cho nên mình lầm tưởng mình làm cái nhân bất lành, cho nên mới mang lông đội sừng, hoặc là mới nghèo khổ hay là tật nguyền này kia. Vậy thì kỳ này là kỳ xả tội. Kỳ này nếu mà mình cải tà quy chánh thì lý thiên đình ăn xá, rồi xả tội, rồi kỳ này dễ tu dễ hành nữa. Mà mình không làm được thì nó rất là uổng. Cho nên theo lời Đức Thầy chỉ là thúc giục mình, cho nên mình ráng lập thân để đặng hưởng cái đời thượng ơn quý vô cùng tận. Cho nên miếng bà cô bác đừng bỏ qua cơ hội này. Không biết nước đường hai câu hỏi chạy câu đi quy gì bà thấy hỏi hai câu hỏi đúng tí. Thứ hai thì chỗ hôm nãy thì thầy nói là do Phật hay đời thế giới bình an, mà có một chỗ này cũng thắc mắc nữa. Mà thầy nói là tức thời nhị niên giai tiền định quần lai thượng cổ mới bình an, là ngụ ý thầy nói cái câu này là sao vậy ông hai? Môi là Phật. Thì thầy khẳng định cho cái năm dậu, dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Bị vậy cái dậu đệ nhị thế chí thầy nói đó, thầy nói tạm ngưng thôi, cũng như mèo kêu bá tánh nào sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa là đá con dê, khắp trong trần ngạ nhiều về gian lao, khỉ kêu cũng bị sáo xào, rồi canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Cái đó là mới ngưng thôi. Đó là đệ nhị thế chiến. Còn cái trận giặc thứ ba này nè, nó khởi cái này mới chấm dứt nè. Nói vậy thì bây giờ mình thấy nó đã khởi với nhau rồi đó. Thì đây nó khởi với nhau rồi thì đâu có ai binh nó được đâu. Hôm nay đó thì này binh kia binh nhau rồi, đây rồi nó cũng như nó lựa nhau, nhưng mà cờ tướng, nhưng mà sắp đưa đàng hoàng rồi cái rồi đây rồi
đến nỗi là nó chiếu cái là biết à, nó nhấn nút một cái rồi ăn làm vua thua làm giặc. Đó, thành ra về chỗ đó mà khẳng định cho cái năm Dậu. Đó, năm Dậu là cái năm nó cũng như nó tôi nói nãy, nó đêm năm canh mở gà gái là sáng. Thì thầy có nói rằng Dậu Phật ra đời thế giới bình yên, hoặc là thầy nói khi mà tới Dậu đó ha, mà gà mà nó gái là cũng bầm dập. Cũng như thầy nói o ó tiếng gà coi nguyệt cảnh. Và tới cái năm gà đó là cái nguyệt cảnh là cái núi cấm nổ ra đó. Mới thấy đó là cái đền vua của nguyệt cảnh á. O ó tiếng gà coi nguyệt cảnh, chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường. Thì cái năm thân đó là khi mà nó gà mà muốn gái đó ha, là cũng như gà lạc mẹ rồi chích chiêu con á. Chích chiêu là bị giặc giả, bị nước dưng lửa cháy, thú dữ lộng hành, năm chèo nổi dậy này kia đó, là con người của mình khổ lắm, như gà con mà lạc mẹ rồi chích chiêu. Vậy thì thầy khẳng định cho cái năm Dậu, nhưng mà không biết Dậu nào. Dạ, nhưng mà cái nó tức hợi đúng không hay? Ừ. Thì tức hợi rồi qua cái Dậu rồi mới tức hợi. Dạ. Tức hợi hợi nhị niên gia tiền định là hai năm đó. Dạ. Là lập đời sủng ơn. Tức hợi nhị niên gia tiền định quần lai thượng cổ là cái đời sủng ơn rồi đó. Dạ. Mới bình yên. Đó là tới luôn đó không? Tới luôn là xong lập đời luôn đó. Dạ. Vậy thì bây giờ đây cho tới cái năm Dậu, nhưng mà bây giờ có một cái là hồi cái đệ nhị thế chiến thì mèo kêu khổ. Yeah. Thì đây cũng Dậu của mèo này. Thôi giờ mình nói mèo này đang cái mớ vốn này lúc này rảnh rỗi nè, còn cơm ăn áo mặc, còn gần vợ gần con gần cha mẹ anh em, còn đi tới đi lui được, bây giờ còn ăn chay cúng lại niệm Phật được, làm cấp này đi. Để nhưng mà tới chừng như mà Urana này kia rồi đó đấy, thì chừng đó làm sao ông tu, có yên ổn nào ông tu? Rất là chả hết kịp. Ừ. Hoặc là chừng năm chèo mà ông nổi dị, hổ lan ác thú muôn bày, chừng đó làm sao ngồi yên tu? À, cho nên bây giờ mong lúc này còn yên đó. Mà Đức Thầy nói là phải tới thôi. Đi Thầy nói rồi, nhất định là khó dừng lại, gió câu lụp bụp. Mặt nước biển lô nhô lặn hợp, chim đua vai cá lại trên mồi ngọn, thủy triều nu nút sọc xuôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển. Là cái trận chiến thứ ba này một cái ha, là tiêu hết chứ đừng đó. Cái thời kỳ này vậy đó, rồi mình có khi nào mình cầu cúng hàng ngày đi đám từng gì đó, mình cầu khi nào qua cái tam thế chiến này không vậy? Không qua đâu, thì thầy đã nói rồi, cái trận giặc thứ ba này là cũng như cái tuồng hát nó ba màn. Thì tới cái màn thứ ba để giảng, bị hạ quân này đã hết đời rồi, chứ không phải nó sắp hết đời thì nó còn ha. Còn nào nó hạ quân này đã hết đời, thành ra chỗ đó mà chấm dứt để lập lại cái đời thung hơn. Vì khắp thế giới biến di thương hải là không còn một vật gì hết. Yeah. Mới dùng phép màu lập lại thung hơn. Đó. Thì như vậy thì thầy khẳng định cho là phải tiêu hết. Bây giờ đến chừng đó là sơn băng được kiệt thủy, sơn là núi cũng không còn, mà thủy nước cũng không còn. Đó, thành ra mới rửa sạch hết rồi mới lập lại cái đời thượng quân, là cái đời tiên. Dùng phép màu lập lại thượng quân. Cho nên bây giờ mình chịu cực khổ trong cái lúc này đi, ráng tu đi, rồi qua cái đời thượng quân mình hưởng bù lại. Chừng đó thầy ban cái xứng vị xứng ngôi. Đó. Dạ, thưa ông hai, giờ con hỏi cái ý ông hai. Nè. Bây giờ nhiều người thì thầy nói là chai bóng bữa ấy là quy tắc. Mình xét thấy thì 10 người á, thì bây giờ ăn tương chỉ có người hay người rồi. Rồi còn 8 người kia như vậy đó, rồi còn mình niệm Phật có gì Phật luôn không ông hay? Nếu nói theo giáo lý của Đức Thầy đó thì mình phải nói được chứ không dám nói không được. Nhưng mà bây giờ như cái đứa bé hay là con mình mà nó vô trường học đó, nó phải học ba bậc. Cái đầu tiên đó, AB đó là cái đó tiểu học. Tiểu học rồi mới lên trung học. Dần ngược ra kia đó, làm tán. Rồi mới lên đại học. Mà mới lên đại học rồi mới có làm bác sĩ, kỹ sư phải không? Yeah. Thầy giáo. Thì bây giờ cái đạo của Đức Thầy cũng vậy, giờ nó có ba bậc. Chai bốn bữa là quy tắc, đó là cái quy tắc của Đức Thầy. Cái người Phật giáo hòa hảo là phải ăn 4 ngày chứ 3 ngày không được. Yeah. Nhưng mà thầy có nói câu này thì mình phải nói được.
của kẻ khùng chỉ rồi ông dắt, ông chỉ mình làm đi, ông dắt mình đi. Vì cũng như mới nó có cấp sách đến trường thế nào cũng biết chữ à. Vì thầy nó khuyên người tu tĩnh ít nhiều cũng hay, hễ tu mà nhiều á thì cũng như thể là học lên trung học với đại học, còn hễ tu ít á thì cũng như tiểu học rồi thế nào cũng biết chữ thì thế nào cũng có hưởng. Cho nên bây giờ tôi thấy cái đạo hòa hảo này nó có ba cái bực vậy đó. Cho nên bây giờ nếu anh em nào muốn cao thì phải tiến lên, đường đạo hạnh bước đi từ nấc mà. Chứ hồi trước thì Đức Thầy nói cái đạo của Đức Thầy đó là phải quy tắc là 4 ngày chứ không có 3 ngày được. Đấy. Thì đa số hồi trước mấy ông già này kia đó nghe, thì quy y Đức Thầy nhưng mà ăn 4 bữa không Dạ đúng rồi. nè. Tới hội trưởng này kia mấy ông làm hội trưởng hòa hảo nó cũng ăn cái 4 bữa như cậu Tư tôi này kia ở bốn đây bốn bữa đó con suy nghĩ dắt nữa sao này vô làm dân Phật quốc đó, hoặc là thì dân chứ còn ăn chay trường thì nó khá là mình tu nữa thì nó bị gì ăn chay trường nó mới thể hiện được cái lòng từ bi, từ là lành bi là thương xót, mình đã có cái lòng thương xót chúng sanh là nó đóng cái vai trò của Bồ Tát rồi. Bồ Tát thường ban vui và cứu khổ, mà ban vui cho chúng sanh thì cứu khổ chúng sanh, mà bây giờ mình còn ăn thịt người ta thì đâu phải. Vì thế mà Đức Phật có 4 cái đức, đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Cho nên thiệt mà quy y Đức Thầy đó, tín đồ Phật giáo hòa hảo là phải thể hiện lòng từ bi là phải ăn chay mới đúng, theo cũng đúng. Còn cái đó là quy tắc mới vô, nhưng mà thôi cũng nói được đi đặng cho người ta ham. Bị Dạ thưa ông hai, tại sao mà Đức Thầy nói là 10 phần mà hết 7 còn 3, hết 2 còn 1, mà tính ra thế giới này và 8 triệu người gì thì tại ra còn đâu có nhiêu không hai? Tại ít sao ít mà như vậy không hai? thì bây giờ mình thấy đa số là không không có tu, vì nó tu thì sống, không tu thì chết, hiền còn giữ mất. Mà bây giờ mình thấy có cái người hiền đâu có bao nhiêu, cái người tu cũng ít nữa. Mà tu bây giờ nói thẳng ra nó cũng cũng lầm lạc tùm lum hết trơn. Bây giờ đừng nói chi, nói là đụng chạm chứ hòa hảo, chứ nhiều khi nó cũng không rất hòa hảo nữa. Bây giờ mình thấy trên đời này nhiều cái nó giả tùm lum ra, công an cũng giả rồi, tiền đô cũng giả, mà cái gì cũng giả được hết, phải không? Vậy đừng nói hòa hảo này, đừng nói nó lặt nha, nhiều khi nó cũng lộn tầm phèo trống á. Thành ra vì chỗ đó mà Đức Thầy nó đời hay đạo phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán cái gì cái, chứ đừng có bạ đâu tin bướng nghe càng đó. Vậy thì bây giờ nếu nói tín đồ Phật giáo hòa hảo là phải có cái trí nhận xét đúng là sai, phải hay quấy, chánh hay tà, đặng là chúng ta mới không có bị lầm lạc. Còn nếu mà không hen thì tin bướng ngày càng đó, làm ngu muội đạo thân uổng kiếp. Bởi vì cái cơ tận diệt này đó lựa dữ lắm. Vì Đức Thầy có nói rằng sau này lọc lại dứt tỳ cũng chê. Thành ra bây giờ mình phải ráng giữ, đừng cho nó lộn nếp, mà hỏi chứ muốn để giống phải nếp cho rặt. Thì qua cái đời xung quanh phải chọn cái người hiền rặt mới ngược, còn nó lộn tùm lum đâu có. Nếp mà nếp là rặt mới để giống, chứ còn nếp lộn đâu có ai để giống, phải không? Mà để giống rồi nữa bán cho ai? Thành ra cái hòa hảo này cũng vậy, phải cho rặt hòa hảo. Thành ra thì chỗ đó mà mong rằng quý ông bà cô bác nghe, thời kỳ này nhiều lắm. Hồi thời kỳ Đức Phật Thích Ca là 96 cái đạo tà, còn bây giờ Đức Thầy nói Tam Thiên Lục Bá là 3.600 cái mối đạo tà. Thành ra trịch ra là bị, trịch ra là bị bởi ráng xét coi giáo lý của Đức Thầy, rồi Thầy dặn sao đó, rồi mình hiểu được rồi mình mới tránh mới được, mà mới ngừa mới được, chứ còn không là lầm, đa số bị lầm nha. Thưa ông hai, cho con hỏi cái này ông hai, Nè. cũng như thầy nói một câu là ít lâu ta cũng trở về, mà mới đây là tám mấy năm rồi, là 85 năm rồi, rồi sao mà bây giờ đó là tám mấy năm rồi đó mà khi thầy vắng mặt Không bảy nói mấy gì. tám năm bảy mấy tám mấy ông hai Trăm mấy nè. bảy mấy năm rồi mà thầy nói Mấy là ít nè. lâu ta cũng trở về, mà tại sao bây giờ thầy không có về mà nhiều người bây giờ xưng là vừa là thầy về rồi rồi Phật thầy Tây An về, Đức thầy về rồi ông giải bán phái, nhiều người xưa nói là khi ông nói ông Nguyễn về rồi đó, rồi vậy như vậy đó, rồi mình nghe mình tu theo gì có được không hay?
Như vậy Đức Thầy có dặn rồi. Thầy nói ít lâu thầy cũng trở về, mà nếu thầy không về ai lãnh trách nhiệm? Phân ngôi phân tứ hay lập đời trung ơn? Vì Đức Thầy nói Chúa vẫn nghe vàng sải miên. Thầy xuống đây đó, chỉ chúng sanh tu cầu cho ông vua lên ngôi. Mà khi ông vua lên ngôi xong rồi á, ban xứng vị trí ngôi là thầy mới rời về trên tỉnh. Vì ngài ở ngồi ngôi vị hướng quả bồ đề tỉnh mà. Vì lòng thương xót chúng sanh tới ngày tận diệt, cho nên vì lòng từ bi xuống đây được cứu độ. À, vậy thì bây giờ nếu mà nó thầy không về thì ai làm trách nhiệm này? Bởi vì một tay tá quốc an ban, một tay được cứu đời và lập quốc luôn. À, thành ra vì chỗ đó mà chúng ta không nên tin ai nữa. Nếu nó tín đồ Phật giáo hòa hảo thì chỉ một đời một đạo đến ngày chung thân, mà thầy dạy đâu có thiếu cái gì đâu. Thầy nói dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn, lời thầy dạy thật là cặn kẽ. Bao nhiêu tình tâm não góp tâm, dặn dò kỹ lưỡng. Vì ổng là ông lãnh trách nhiệm giáo chủ là dạy, ổng làm chủ dạy hết. Ngoài ra cái mà phần xác con Đức Ông Đức Bà là không có ai có quyền hết đó. Bởi vì trong phần đó đó, một thầy mà ba tớ Phật tiên thánh thần, một thầy mà ba tớ trong phần xác con Đức Ông Đức Bà đó. Bởi vì biết là kỳ này hay xưng này xưng nọ rồi giả, cho nên nó thầy gom vô đó một cái thân xác đó thôi. Cho nên nó thầy đi đây là đi cái trách nhiệm là đi dạy cõi ta bà, chứ không phải dạy riêng nước Việt Nam đó. Cho nên bây giờ đó rồi thầy sẽ trở về. Nhưng mà cái điều này đó thầy có dặn ông cả. Nó ông cả là sau này tôi cũng xa vắng tín đồ thời gian, nhưng mà đừng có nghe tôi về sau hè hay là dưới bến, không phải nha. Tôi về tại đây là gõ trên bộ ngựa gõ đó, cái bộ ngựa hồi trước ở chỗ mà thờ cô Năm rồi à, cái trước cửa trước chỗ cái mà bàn thờ của Đức Ông Đức Bà đó, một lần có cái bộ ngựa đỏ đó tôi còn nhớ. Nó rồi sau này thầy mới hỏi ông cả, nói tôi dặn ông nhớ không? Thì ông cả ông nói nhiều chuyện quá không nhớ, nó mới đây mà ông còn quên vậy đó, mà giờ tôi dặn ông lại nghe. Sau này tôi xa vắng tín đồ thời gian, nhưng mà tôi có về, tôi về tại đây, gõ trên mua ngựa. Chứ đừng có nghe tôi về với dưới sông hay là sau hè là không phải. Cho nên thầy có nói rằng chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bổn đạo bóng tùng của che gia trung là giữa nhà. Gia là cái nhà, trung là chính giữa nhà mới gọi là thầy. Chứ đừng có nghe nói đầu này đầu kia thì cái điều đó không được. Vì giờ nó giả trá nó khéo lắm. Các đạo tàu nó mua khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham lên theo nó tập tành xa cầm bẫy, khó mong sống sót. Vì ông ba ông nói làm tà đạo thì nhân hư bất dụng. Cái người mà làm tà đạo là không có xài nha. Đó, cho nên vì chỗ đó mà hôm nay mình mới quy Đức Thầy là một đời một đạo đến ngày chung thân. Cũng như Đức Thầy nói, cái đứa hai lòng sao chẳng hổ ngư, đáng thù thẹn với cây cùng cỏ. Cũng như cây cỏ cất heo thì nó cũng trổ bông cất heo, bông lục bình trôi tới trôi lui, nó cũng trổ bông lục bình. Mà con người mà hai lòng là thua cây cỏ. Đứa hai lòng sao chẳng hổ ngư, đáng thù thẹn với cây cùng cỏ, thua cái cây. Cho nên bây giờ mình phải là một đời một đạo đến ngày chung thân. Mà giờ đâu muốn tu giáo lý của Đức Thầy đâu có thiếu gì nữa đâu. Nói lớn tiếng thầy cũng rầy nè, mà nói với ai cũng phải lựa lời nè, thầy dạy đủ hết trơn, đâu có thiếu chỗ nào mà mình lấy chỗ khác mình nêm vô. À, thành ra bây giờ cái ông thợ nấu này, ông nấu là múc ra là ăn, chứ còn lấy muối lấy bột ngọt bỏ vô nữa là coi ông này không, ông thợ này không ra gì phải không? Thành ra thì chỗ đó bây giờ thầy dạy đủ hết rồi, có thiếu chỗ nào đâu, mà tại vì mình không có thuộc rồi mình không lấy ra chứng minh. Cho giáo lý của Đức Thầy trên dưới 8 vạn lời đó, đâu có thiếu chỗ nào đâu. Dạ, thưa ông hai, thì như thầy nói là ngày tôi dịch nó bính tí thì là cái đó là đã qua rồi phải không hay? Thì nó cũng có qua rồi, nó sắp tới nữa. Thì hồi trước nó cũng xảy ra cái sắp tiêu diệt từ năm bính tí, là cái lúc đó đó là cái lúc một đế tính là giữ sổ đó. Nhưng mà Đức Minh Vương ông nghe như vậy thì ông buồn. Ông nói bây giờ trước ông lấy cái tượng Phật giữ chim,
đặng mà lúa chim đừng ăn lúa đó, cho nên khi đó ổng mất cái đức, thành ra mất nước luôn. Mất nước rồi thì ổng mới hối hận, mà khi ổng biết cái lỗi của ổng rồi thì ổng đã mất rồi. Cho nên ổng mới nguyện, ổng nguyện ổng nói đây tôi tu cho tới cái ngày hạ quan hạ này hết, lập lại cái đời thượng quan đó, tôi thành Phật, tôi làm vua bù lại đó. Cho nên ổng nguyện ổng mới tu. Ông tu rồi khi mà đó, cái chu kỳ của hạ quan này sắp hết thì Đức Phật Thầy Tây An xuống đây dạy, mở cái đạo hiếu nghĩa, dạy làm người, cũng như nói dục tu tiên đạo thì tiên tu nhân đạo, muốn tu cái đạo gì cũng phải tu cái đạo làm người trước. Vì thế mà Đức Phật Thầy Tây An xuống mở cái đạo dạy hiếu nghĩa đó. Nhưng mà thời kỳ Pháp đó, nó theo hòa, theo dõi, riết trống tới ba chút này kia rồi đó, vô trong trống mở ruộng này kia, trại ruộng rồi đó. Đó. Thì theo hoài vậy đó, thành ra nhiều chỗ đó mà dạy không được. Dạy không được, thành ra cái lúc đó mới dạy ba con thú. Vì lời của Phật là siêu âm tiếng. Bây giờ người thì không có trốn hoài làm sao dạy, mà tụ hợp dạy được. Mà thời trước đó, thì con người ở núi non thì nó mê tín cúng kiến này kia rồi dữ dằn hả. Thành ra nhiều chỗ đó mà Đức Thầy mới kêu các, kêu mấy con thú á, vì lời của Phật là siêu âm tiếng, Phật nói thú đều nghe được hết. Cho nên Đức Phật Thầy mới kêu các con thú lại á, Phật mới thuyết pháp cho nghe. Nó các ngư hồi trước á, tại vì hung dữ, thành ra cái nhân quả phải đầu thai mang lông đội sừng. Bây giờ các ngư mà muốn á, tiến lên, thì kỳ này xả tội. Thì các ngư bây giờ nguyện tu đó, thì bỏ cái lớp loài thú để lên làm người là tiên Phật được. Thành ra chỗ đó mà các con thú nó mới nghe lời Đức Thầy, Đức Phật Thầy nó quy. Thì cái lúc đó Đức Cố Hòa, Đức Phật Thầy mới giao cho Đức Cố Quản xé giải đỏ bằng ngón tay người ta đi buộc cổ hết, buộc ba con thú đó, nó quỳ đó nghe. Thành ra cái núi ông Cấm hồi trước đó, hùng dĩ lắm, thú dữ nó cũng hung dữ lắm. Nhưng mà khi mà có Đức Phật Thầy dạy đó, thành ra cái số đó đó thì cái thú ba con thú tu đó đánh ba con thú không tu qua vào đồ ơ mở. Nó thành ra bây giờ đó, ở dưới đó nó có một cái thế giới, cái thế giới của thú nó ở dưới đó. Ở sau này mà núi ông Cấm mà dở ra đó he, thì nó lên cả muôn bầy ạ. Bây giờ nó cũng có cái thế giới sống ở dưới. Thì như vậy đó, thì về trển Đức Ngọc Đế mới triệu về trển, Đức Phật Thầy về trển mới nói rằng bây giờ chúng sanh ngang ngược quá dạy không được. Thì Đức Ngọc Đế nói dạy không được thôi, giờ vũ sổ. Đó, thành ra vì chỗ đó mà Đức Phật, Đức Ngọc Đế mới giao cái bộ sổ qua Nam Tào thiêu quỷ để mà vũ sổ. Mà vũ sổ rồi lập lại cái đời thượng quan là có một người một. Thành ra chỗ đó ông vua ông nghe được cũng nóng lòng. Nó mình nguyện bây giờ để sau này là thượng quan đặng là mình làm gia vua, đặng mình bù lại. Mà bây giờ có người một làm vua với ai? Đó phải ngặt ha. Đó, mới lên mới tâu với Đức Phật. Đức Phật cái gì nó qua nói với Nam Tào Ngọc Đế là dừng lại, đặng một dạy xuống dạy kiếm mớ. Chứ giao bộ sổ qua Nam Tào là tính tiêu quỷ rồi đó. Nhưng mà bên kia cũng biết. Nó thành ra chỗ đó mà không có tiêu. Chứ thầy nói là sắp tiêu diệt hồi năm Bính Tý đó, là 1136 đó, là tính vũ sổ rồi đó. Nhưng mà mai cái là sinh lại, thì mình sống đây là nhờ Đức Minh Vương sinh lại với Đức Phật. Đức Phật sinh Đức Ngọc Đế dừng lại, đặng mình lập thân nè. Mai Đức Thầy kêu mình chúng sanh còn có lập thân hội này, có hội này lập đế thân. Chứ còn không là tiêu diệt hồi năm Bính Tý rồi đó. Là cái năm 36 thì 39 thầy mới xuống đây dạy đó. Trên năm non dạy dỗ cáo cày xuống trần thế mới ra tay dắt dúng. Hồi trước Đức Phật Thầy Tây An dạy trên núi, núi Ban Thú. Rồi Trần Đức Quỳnh Giáo Chủ xuống đây mới dạy mình nè. Là kỳ này kỳ chó. Cho nên mình cũng rất may. Kết thúc được không hay? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Phật Tổ, Phật Thầy. Hôm nay cũng có nhân duyên
Con nhắc lại lời của Đức Thầy không gì hơn cái là mong rằng quý ông bà cô bác anh chị em xa gần đều giác ngộ tin qua lời của Đức Thầy làm vị Phật xuống đây cứu đời và lập quốc. Vì chúng ta cũng giác ngộ để rồi nghe lời Đức Thầy phát tâm ăn chay cúng lại niệm Phật để chúng ta sống cái đời thượng ơn. Còn nếu chúng ta có lâm chung vì cực lạc vì kỳ này xả tội, nếu mà chúng ta có nguyện thì mình nguyện ở đâu đi đó, vì mình nguyện quy sao Phật thì nhất định là chúng ta khi mà bỏ thân xác này linh hồn về nhập vô thai sen để rồi học đạo thành Phật. Thì chúc cho toàn thể quý ông bà cô bác được nhiều sức khỏe rồi trí óc sáng suốt lo tu hành để kịp thời kỳ hạ quan này. Đức Thầy thúc giục chúng ta đó đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Nam mô A Di Đà Phật.